chả hiểu duyên số thế nào ấy, mà cái con bé hướng dẫn viên cho đoàn mình hôm đi đền gióng ấy lại là người yêu của cái thằng cu Huy nhà tôi đấy. Ô, lạ thế á. Cháy đất đúng là tròn không nhỉ? À, có phải cái con bé mà hôm ấy bà mắng té tát ra mặt không? Ông thì mắng đâu mà mắng. Đấy là tôi góp ý để cho dịch vụ của các cháu nó tốt hơn lên. Không mắng mà chỉ nói nhẹ thôi. Chả mắng, thiếu nước ấy, có cái quạt nan bà chả tét vào đít nó mấy cái chứ. Ông thì chỉ được cái nói vống lên là không ai bằng. Này, cái con bé nó tốt lắm đấy bà. Mà tôi là tôi quý nó lắm đấy ông bà. Tôi cũng ít gặp, nhưng mà thấy con bé cũng dễ mến bà. Đúng rồi, tôi thì chả biết hoàn cảnh của nó đâu. Hình như là bạn Sơn La, gia đình có vẻ cũng không khá giả gì đâu. Thế nên nó chăm chỉ, tần tảo kiếm tiền lắm ấy. Tuổi trẻ bây giờ, chúng nó cứ chịu khó, thế là tốt rồi. Con mong muốn gì hơn thế nào? Đúng rồi, cứ chịu khó kiếm tiền là giỏi rồi. Tôi muốn nghỉ việc. Công việc mà anh đang thuê tôi ấy. Tôi biết là anh sẵn lòng bỏ tiền ra để đổi lấy niềm vui cho người thân của anh. Nhưng mà tôi sai rồi. Ngay từ đầu khi nhận công việc này, tôi không biết là mình đang làm một cái nghề lừa dối lòng tin của người khác. Tệ nhất lại là lừa dối lòng tin của những người mà tôi yêu quý. Và họ cũng thật lòng yêu quý tôi. Nên tôi không làm được nữa đâu. Dù anh có trả tôi bao nhiêu tiền thì tôi cũng sẽ không làm nữa. Này, thế mai con xuống Hà Nội, rằm con có về lại được không? Ừ, con có về được không? Chắc con không về được mẹ. Quỳnh, cháu được về từ ngày nào đến ngày nào? Con quên rồi. Con bé này chưa đẻ đã mau quên. Nhớ lại xem nào. Cố nhớ lại đi. Xem sếp có đang bắt nạt cái Phương nhà mình không. Ôi dào bà ơi, bà thử nhìn lại nó xem có ai bắt nạt được nó. Thôi mà, mùng 1 hoan hỉ mẹ ơi. Mà con nói thật, sếp phải yêu ái con lắm mới cho con làm thêm Tết như thế. Chứ bố mẹ tưởng á, một ngày Tết của bọn con gấp 3 lần tiền lương đấy ạ. Đúng rồi đấy ạ. Báo gì cái mấy cái đồng ấy. Về với mẹ, mẹ cho. Úi giời ơi, bà bông thì đến đâu ra tiền. Thôi. Cho thế này nhớ. Bắt đầu từ năm sau, trước Tết 1 tháng, mẹ đi gặt thuê, đi gói bánh chưng, bán ở ngoài chợ có thêm thu nhập. Còn bố thì quay lại nghề cũ, sửa điện cho người ta. Thế là con về sớm với bố mẹ thì còn gì.